như thế nào, cảm nhận của em như thế nào về cái kính đổi màu này? Dạ, nó rất là tiện lợi anh. Lúc mà em ở trong nhà thì nó là màu trắng, kiến màu trắng, nhưng ra ngoài thì nó đổ tối lại, cho làm em dịu ánh sáng hơn. Em cần phải thay đổi kiến lúc ra ngoài đường nữa. Ở trong nhà em không cần phải đổi kiến. Nghĩa là mình không cần phải thay đổi kiến đúng không? Dạ. Ngoài ra thì em thấy nó mát, là nó có bằng với kiến mát bình thường anh đeo không? Dạ, nó chống hơn. Nó như thế nào em nói cho anh nghe được? Nó nói chung là mắt nó dịu lại, nó không có bị chói nắng như kiến kia. Lúc mà em nói chuyện nó không bị phà hơi vô cái kiến nữa. Vậy là quá tiện lợi. Và cái thứ hai là nó có thấy em nhìn thấy rõ không, cái kính cận? Nó dạ. Nó biết cái cận của em như thế nào được chưa? Khi em đeo cái kiến này so với những cái kiến khác á, thì nó rõ hơn. Giờ nó cũng giống như mình đeo một loại kiến vậy thôi anh. Dạ. Cũng như một loại thôi. Dạ. Còn khi mà em thấy nó có bất tiện gì về màu sắc nó đổi rồi thì em có cảm nhận thấy nó khác gì không? Dạ không, anh thấy nó tiện lợi hơn chứ. Vậy tại sao em thấy tiện lợi là nó đổi nhanh hay sao? Anh nói cho em. Nó đổi nhanh hơn đúng không? Dạ đúng rồi anh, đổi nhanh hơn. Xong rồi em vô mát nó đổi lại. Dạ đúng rồi anh. Kiến đeo vô em cảm thấy nó đẹp. Nó không có xấu đi cái khuôn mặt của mình, nó không có nặng nề hay là gò bó. Rồi về cái khi mà nó đổi màu vậy, nó tích hợp nhiều công nghệ quá rồi, em đeo vô em có thấy nó dày lên hay gì không? Dạ không, em thấy nó rất là bình thường anh. Nó như kính cận bình thường. Dạ. Nhưng mà được cái nó đổi màu nữa. Dạ. Rồi ok, cảm ơn em nhiều nha. Dạ em cảm ơn anh. Ok, thì em cho anh biết là cái khó khăn của em á, khi mà ở trong mát thì em di chuyển trong ngoài nắng nhiều á, để gây cản trở gì cho em? Cái cản trở em phải dùng hai kiến. Ở trong mát phải dùng một cái, rồi ra nắng phải dùng một cái kiến râm. Vậy thì không có tốn diện tích quá. Dạ, tốn diện tích rồi bỏ vô cầm lên hai cái kiến rồi. Rồi vậy em khắc phục nó như thế nào? Dạ, em lựa chọn cái kiến này. Kiến này rất là khỏe. Trong mát với ngày nắng chỉ cần dùng một cái thôi. Ra nắng tự nó đổi màu. Vô mát. Dạ. Còn vô mát thì sao? Mát đổi lại. Dạ, vô mát thì nó đổi màu. Nó tiện lợi đúng không? Dạ, tiện lợi rất nhiều. Phải thay kiến. Cảm ơn em.